Thưa quý vị, gần đây Bộ Y tế nhận được những thông tin phản ánh về một số cơ sở tiêm chủng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi và kết hợp hai loại vaccine không theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính thống nhất trong việc chỉ đạo điều hành và thực hiện chiến lược tiêm chủng của Việt Nam. Trước thực trạng đó, thì ngày 16 tháng 9, Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi các sở y tế, các tỉnh, thành phố yêu cầu không tiêm vaccine cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 thì Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau. Đồng thời, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương hướng dẫn cơ sở tiêm chủng trên địa bàn sử dụng kết hợp hai liều vaccine phòng COVID-19 theo đúng hướng dẫn tại công văn số 6030 và công văn số 7548 của Bộ Y tế về tiêm chủng hai liều vaccine phòng COVID-19. Nếu có các cách kết hợp vaccine khác, Bộ Y tế sẽ hướng dẫn sau.